Vâng, xin chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc. Đây là cặp loa cao cấp của JBL L100 Canterbury Gold, là dòng series L100 Canterbury cao cấp nhất nha các bác. Đây, rất là mới, cặp này thiếu thùng xốp nha. Bác nào mình sưu tầm thì alo. Đấy, có thể này. Bán như dầu lam luôn. Đúng cặp nha các bác. Cặp này khá là hiếm. L100 thì nó có nhiều series, nó có L100 trơn này, L100 Canterbury chéo, L100 Canterbury thẳng, rồi L100 Canterbury Classic đời mới bây giờ. Còn L100 Canterbury Gold là dòng cao cấp nhất. Nó được tinh tế và thùng nó cũng to hơn. Màu vàng. Cái tinh. Giá là 75 nha các bác, đã bao gồm phí ship rồi nha. Đây là e-canh em nó. Tất cả nguyên zin từ A tới Z nha. Cặp loa này rất là quý giá nha các bác. 10 người xài cặp này là đều là giữ xài. Chưa thấy ai mà nâng cấp hay là bán những cặp này các bác. Tiếng hay và cực kỳ sang trọng nha. Em có đăng hình chụp trên Zalo, các bác vào trang Zalo có thể cũng có thể xem, hoặc là xem trên này là rất là chi tiết rồi. Em quay cận cảnh để các bác ở xa mình thể xem nha. Chiến khoản đủ thì em bớt 700.000, thì cũng như là 1% phí thu hộ em bớt luôn. Còn cọc tiền thì các bác phải tốn tiền phí thu hộ 1%, cọc thì 10% trở lên, và phí thu hộ là 1% nữa. Còn tiền ship là em bao ship nữa, em bán hàng là bao ship toàn quốc rồi. Đấy, đẹp như đập thôi. Cặp này thì đúng cặp nha các bác. Phía sau nó sẽ có một cái tem vàng và chạm loa. Đấy, chạm loa. Đây là cái cầu để bắt cái, còn các bác nào chưa bị quay thì rút ra. CAUTA. Đây là cái tem màu vàng hành động của em nó. Canterbury Gold Limited. Nó dòng này sản xuất số lượng nha các bác, số lượng nha. Series là 502377 96L Catherine de USA California. Đấy. 96R có nghĩa là LR các bác. Trái phải là left right đó. 502377 96R. 502377 96L. Dòng limited nha, dòng sản xuất số lượng. Đấy, mới keng các bác. Đây. Rồi sau đây em mở cái keng để các bác cùng xem nha. Vâng, đây là tiếng loa của em nói nha các bác. Sở hữu 3 đường tiếng, một bass 30 gân mút và một cây mic rất là lớn. Mic này khoảng chắc 14 cm, và một cái lỗ thông âm phía trước, và một cái chép đom. Nó là sử dụng thùng gỗ thịt nha các bác, gỗ thịt nha. Torigo hay là cái chép này. Đây, chép đom này. Tất cả màu vàng 24K. Hay là cái mic này. Đấy, thấy chưa? Từng ốc ác nó bằng khe luôn các bác. Đấy. Cái bass này, bass 30 nha. Đẹp tuyệt vời luôn. Hai bác nào mình sưu tầm cặp này thì alo cho em Chí nha. Qua hai số điện thoại 0978338 14, hay là 0965770277, giá 75 triệu. Chiến khoản đủ thì bớt 700.000, còn 74.300 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.